chia một tỉnh, thành phố Quảng Nam chia làm hai tỉnh đó, Quảng Yên đó, Quảng Nam. Cái việc trồng mệt quá, Nhà thờ lớn ghê nhỉ, nhà thờ. Quan thường mà, quan nó dữ lắm. Nó chuẩn bị làm vua đấy. Đúng rồi. Không phải bình thường đâu. Đông Hải Đại Vương đấy. Đi tìm bạn Hán của cái bạn tộc Phạ của vua Lê. Thì tiếp cận được từ bạn Quốc Ngữ. Bây giờ là tìm về tận quê Yên Phú, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên để tìm ra cái bạn này. Hôm nay phải nghỉ cái buổi hội thảo quan trọng. Đây những cái thước phim để có những tán sự viết về Phật giáo, mang tính thực địa và phong phú về tư liệu. Phải có những cái cuộc điền dạ, cái cuộc đi thế này. Đây, hai lão thường nhân, một lão là tầm 2, lão thường nhân là tầm 1, đang đi bộ, một cụ là coi như đang tìm nhà về quê nhà. Có cái bài thơ gì mà lão xưa lâu trở về quê nhìn không ra không nhỉ? Bài thơ lão ly gia, thiếu lão thiếu tiểu ly gia lão đại hồi đây. Nhỏ thì ra đi, bây giờ già là tìm về đây. Tâm vô cải mẫn mau thôi, chỉ có mẫn mau này thôi. Dạ, mẫn mau thôi. Nhi đồng tương kiến bất tương thức. Đây. Nó thấy mình, không biết mình. Đấy, mà không biết. Thiếu vẫn khách tùng hà sử la rồi cười rồi hỏi rồi chứ. Ông từ đâu đến? Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi. Mẫn mau thôi. Khi có làm lễ 49 ngày của tôi là ông hiếu quang á. Đại quân nhận nào đó là ông ơi. Xây năm 1930. Bây giờ thầy của thôi. Nên gọi là ấy chứ. Sao cũng Phật mà đọc bài đấy ông hả? Đó, cũng tại lên ngủ. Thì trên đây mời để nhập pháp thì biết ông lên ngủ vô chứng minh. Ông cứ về, còn ông hiếu quang là đứng cũng pháp. Ông kiếm cái bài tôi ngạc nhé. Bao nhiêu anh hùng là từ đất này bây giờ họ lấy đây. Nguyễn Sơn là chỗ vùng này không nhỉ? Nguyễn Sơn đó. Nguyễn Sơn là không trên. Nguyễn Sơn là gốc họ Vũ đấy. Vũ Yên Bác. Chà là cái dưới. Đây là hậu duệ của nhà Lê, vua Lê đấy ông ấy. Vua Lê Chúa Trịnh. Đây nhờ, hai đại diện của hai họ này đi với nhau. Đúng rồi, đây là đại diện của hai họ Lê và họ Trịnh, sư Lê Mạnh Thát và đại họa sĩ Trịnh Quang Vũ. Trịnh Quang Vũ về tìm hiểu lịch sử của hai họ. Hôm nọ cháu ước có xem một cuốn gia phả bên kia và cụ vận coi như thế là thảm ra cái cuốn gia phả này. Chính xác. Ở đâu cụ vừa coi ở đâu? Cụ Hồ Lê à? Hay là họ gì? Ôi, thì này họ Nguyễn. Họ Nguyễn à? Nhưng mà họ Đỗ là bên này cũng họ Đỗ, mà bên cụ Biểu cũng họ Đỗ. Là hôm nọ là bên cụ Quậy. Thì là cháu có xem cái cuốn đó phải là có tên cụ vận là thảo ra cái cuốn đấy, đúng rồi. Chính xác, viết tay đúng rồi đấy.
cô đi dắt cái con này về nhà này. Vòng nước à? Vâng, vâng, chỉ con kia trước. Thế đây là cô đem này. Để thắp hương cũng nhiều dương cái. À vâng, vâng. Đây đi. Ôi, tuyệt vời rồi. Cuối đường. Chúng giống cụ Phật. Vâng. Giống lắm mà. Bác lắm mà. Bác lắm mà. Bác lắm mà. À thế à, con gái chỉ có con gái của Dương rồi. Vâng, vâng. Thế còn là con dâu thì là gái ở nhà ngoài thì đường bây giờ gọi là đường 381. Trước đây là 206. Thế mấy lộ con trai đâu rồi? Có ông ấy mỗi ở một nơi. À thế à. Đấy. Còn một ông trưởng thì vừa mới mất. À rồi. Vâng. Cái đồng quanh. À. 1928 cha cái nhà đi xây 1928. Ok đây nha. 1928. Con gái ở bên cạnh đây. À vâng vâng. Rồi. Đấy. Vào thắp hương dương cái này. Vâng vâng. Mấy bà thì khác như. Tôi là con Đạt, cháu Vận. Cháu Trương ơi. Vâng. Thế thì hôm nay đến thăm với nhà, thắp hương cho cụ Dương. Cô đi đó đi tiếp đi tiếp. Vâng vâng. Mời. Dạ 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 vâng 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 cụ vâng. Thế có lẽ mời các cụ cứ ở đây cháu về thay một quần áo đã. Vâng vâng. À lê lê lê. Rồi lê. Rồi rồi. Gia lê độ. Tống hồ xuân hà thu đông quý 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 ninh. À. Tống hồ là tổ phò. À tổ phò đông tây nam bắc phương phương lời chà chà. Đây họ lê họ Trình. À không sao. À, cứ để cho nó mát. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đấy, cứ, vâng. Cứ để mát cụ. À. Mới xây lại. Mới xây lại 22 2020 đó. À rồi. Thời Covid nó mà rồi, rồi. 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 Tiến khiển. Kinh tế nghi à, bộn bộn thủy nguyên tại Bồi Lai Thế Việt. Vâng, có rồi. Bên đây là thu thường xuân lệ. À, tế bị dẫn chi trường, tế bị ông nhỉ? Thầy thắp ba cây. Thì thắp ba cây đấy đúng rồi, đây đúng rồi, thắp cái cục có đèn kê một đèn. Đấy kìa, chị xin mượn bà cái hộp quẹt đây. Đây ạ. Rồi, vâng. Rồi. Bỏ đây luôn. Tôi vẫn... Vâng. Cụ làm được cả cái nhà thờ đấy không nhỉ? Cụ nói chuyện với bà. Vâng. Làm của em. Phong tịch nhà, nhà gì không nhỉ? Thì Minh Huấn. Đây là cụ khác của họ Lê và bởi muốn viết thêm về bên rồi mới làm lại nên là coi như khang trang coi như thu thường lệ tiết chi chạy mất rồi. Đấy như thế là nhà cụ Lê đấy nhá. Vâng. À nhà cụ Lê đấy đúng rồi cụ Lê. Con gái thì ở dưới văn bên đây. Vâng. Dạ. Thank you.
dòng vua chùa về cà phê đấy bao nhiêu năm rồi? Từ đây ra là về chắc là 600 năm rồi. 600 năm. Về đây 634. Về đây ở Long Đức năm đời ai đây? Tây Bình Dương. Cụ tới thì cụ treo cái đứng cái ghế thành đứng ghế được đấy, đẩy ghế hai bên để cho các bà ai thấp thì đứng lên thử với. Cụ thấp được không? Được. Phải thấp được. Để cái này còn thấp. Giao không đề nghị còn được. Còn mấy cái đẹp quá. Mới đấy. Mới mà còn có nhiều. Không, cô bạn đi cổ đấy. Bạn đi. Chưa đấy. Bảo đài đấy. Bảo đài. Bảo đài. Mình đóng là bảo đài mấy niên coi đi. Bảo đài. Bảo đài gì á? Ngò chứ đâu à? Bảo đài cánh ngò, cánh ngò, cánh ngò, cánh ngò đông. Đông. Cánh ngò 1930. Nên anh cái này làm năm 1930. 1930 không? Gần trăm năm rồi đó. Rồi. Bây giờ còn gần 6 năm rồi, trăm năm. Nhưng mà chữ rất là đẹp. Đúng rồi, mà chữ này là thời đó phải chữ nghĩa nhiều, phải tới tặng cái này chứ nó phải cho nó chữ nghĩa lên, mà chữ đi thầy để nó hiểu thầy đọc chữ tế, mà chữ tế thầy. Đây là kinh nghĩa trai hoặc là nghĩa kinh trai, mà đọc kinh nghĩa trai là đúng trai cái nhà. À kinh nghĩa trai. À, kinh nghĩa trai. Ông đây đây câu đổi nữa ông này. Câu đổi lúc này là phong gì đấy, phong gì nhỉ, phong phong dịch phong dịch gì đấy, không phong tần, à tần không, tần nhà nhà đế hay nhà thường thi minh huấn, nhà đế không ạ? Thi minh huấn, phong 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 phong, phong tần nhà đế thi minh huấn, thi minh huấn cái này là những cái tiết là các thầy bên đây là thu thường thân tỳ thu thường tổ lệ dạng gì á, lệ dạng à, lệ dạng gì á, bởi giờ thầy phải kéo lên làm tỷ rồi chữ nghĩa là vậy mà có như lệ dạng gì. Dạng lệ dạng lai, lệ dạng lai đó. Xuân từ, xuân từ xuân đế, xuân xuân từ mùa xuân cũng mùa thu tế. Chữ từ là chữ tế không á? Chữ thương chữ là chữ tế à? Chữ tế thơ thương lắm, thương là tế đó. À lệ lệ thu thường, thu thường xuân từ thu thường, thu thường thu thường lệ dạng lệ dạng lai. Rồi. Nói với thầy sắp đặt để gặp cụ. Rồi. Để tôi hỏi chuyện này. Rồi. Đều là lính linh là cái tổ tiên ta biết đó, mình làm gì dưới này tổ tiên. Tổ tiên ta biết đó. Không phải chuyện ấy đâu. Cái chuyện này mình tổ tiên luôn, mình làm là một mình không đâu. Rồi. Cụ thấy hay lắm. Vì mình cứ suy nghĩ là tổ tiên. Tức là Phật có cái quyền, cái khả năng. À, cái dòng họ Lê, của vua Lê, từ vua Lê Lợi 600 năm đã dời về cái vùng Yên Phú, Yên Mỹ, bây giờ gọi là Gia Phạm. Và chúng tôi từ cuối 27, 28 Tết thì đi chụp cái bản đó ở tại nhà của họa sĩ Lưu Quang Vũ, Trịnh Quang Vũ. Nhưng mà chỉ có bệnh dịch của ông Trịnh Quang Vân, bác ruột của ông Trịnh Quang Vũ. Trịnh Quang Vũ năm nay là 82 tuổi. Bây giờ ông bác là đã mất rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn tìm về cái bản hán, nên tìm về tận cái gia đường nhà này. Đấy. Đi cùng với thiền sư lên mình tháp về hòa sĩ Trịnh Quang Vũ. Cái nhà xưa của đất Bắc là quý vị thấy là bao giờ có cái bể nước này. Bây giờ người ta không dùng cái bể nước này uổng quá. Và cái cổng này xây từ năm 1928. À, đứng ngoài là chúng tôi. Dạ vâng. Đấy tự nhiên là đây là họ Lê nhưng mà đổi qua thành họ Đỗ. Về đây là 700, về đây là 600. Đây 600 năm rồi. Vâng. Thì nhà làm như là cũng vật lắm. Vâng, đúng rồi. Có tên bao nhiêu danh nhân đó. Rồi. Mấy danh nhân đó. Vâng. Đấy có nhiều người quá mà. Đúng rồi đây. Vâng. Dạ. Rồi.
Ô mời ông. Dạ rồi rồi. Vâng. Cảm ơn thầy. Nếu mà nói quê hương đây thì cũng báo cáo với thầy với các cụ là có mấy danh nhân. Thứ nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhà mình. Rồi. Thứ hai là Trung tướng Nguyễn Bình. À Trung tướng Nguyễn Bình. Thứ ba là nhà thơ Đoàn Thị Điểm đó. Nhưng ở thôn dưới Giai Phạm. Đúng rồi. Đấy. Giai Phạm, còn đây là Yên Phú. Đây là thôn Yên Phú. Yên Phú. Thôn Yên Phú. Và thế tên cũ trước đây là xã Tinh Tiến. À, nhưng mà đổi tên là xã Giai Phạm. Đúng rồi. Nhà đây Yên Phú mình là cụ Nguyễn Linh đó là phụ thuộc Yên Phú hết đó hả? Vâng. À Nguyễn Linh Nguyễn Bình là hồn Nguyễn bên cụ đó hả? Vâng. À. Nguyễn là Nguyễn 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 này là Nguyễn Nguyễn này là Nguyễn này là Nguyễn họ đấy, Nguyễn họ Nguyễn đó. Hay là họ gì đổi qua. Ở đây Nguyễn thì lại mấy dòng họ Nguyễn. Nhưng mà là Nguyễn là Nguyễn từ xưa đến nay đó. Vâng. Tức là Nguyễn gốc. Nguyễn gốc đấy. À. Đứa thì có thế còn tên cũ đổi là tên là Mười Cúc. Rồi. Chúng tôi là quan tâm đến cổ nhiều hơn là bây giờ. Đấy. Cổ thì cũng báo cáo các cụ là nhân dịp ngồi đây ấy, thì chúng cháu cũng là học sinh. Rồi. Thế cho nên là cũng không biết được hết đâu. Rồi. Đây có đề đốc Trịnh Quốc Hùng ở này, coi như là vâng. Ông biết chưa? Đấy. Đúng rồi. Đấy, cơ tổ tiên của tôi. Tôi đấy coi như là đề đốc Trịnh Quốc Hùng đấy. Khởi nghĩa bãi chạy đấy. Vâng. Đấy, mà đất nhà tôi là ông Nguyễn Thiện Thuật. Tế cờ. Ông Nguyễn Thiện Thuật. Thì là dưới Xuân Trục. Dưới Xuân Trục, đúng rồi. Đấy. Qua Phố Bạc, dễ mà. Đúng rồi. Mời các cụ uống nước. Vâng. Mời thầy uống nước. Các cụ nước. Mời bà uống nước ạ. Vâng, cứ mời. Cứ đâu cứ được từ thầy. Đang như bảo gọi cho ba chủ ấy vào chứ còn đi. À thế à? Ba chủ Dung ấy. Ba đi lắm. Từ từ để bây giờ đưa các cụ sang bên kia để không, sang cái con phả. Đây cũng có bạn phả. Con phả của họ này mà. À thế à. Hay quá đúng cục. Đúng rồi, ba gọi giúp ba gần chắc à. Thế thì thế này để tôi điện cho ông ấy mang sang bên này. Vâng, đúng rồi. Ngồi đây cùng. Đúng rồi, ngồi đây cùng. Đúng rồi. Đi sang đấy xa. Rồi, thế đi. Rồi thì cụ vào giúp tí. Đủ lấy ra đây mà. Đúng rồi, thì điện ra đây rất có tốt quá mà như vậy. Đúng rồi. Gọi là đỉnh. Các cụ vào đây rồi mà không bảo bà Dung là bà ấy chửi cho thì chết. Rồi. Bà ấy nói tôi rồi. Thời gian là thầy tiền sư này coi như là xong là chùa là ra máy sân bay luôn. À đấy. Đấy vâng, cho nên là thời gian nó rất là để chỗ điện cho ông này ông mang sang rồi. Vâng. Hay thật đấy. Chị Dung ơi, chị Dung ơi, hôm nay là có khách nhà chị còn cầm quyển cái gia phả của nhà mình, chị để đâu không? Có, gọi là bà nói là có thiền sư. Đây. Gọi là ông nói chuyện đi. Xin chào bà, có gọi là nhà nghiên cứu mà họ Lê, thiền sư Lê Mạnh Cát đến để coi như là hỏi han thêm về gọi là cổ phả nhà mình. Đúng rồi. Mời bà coi như là đang yêu rồi. Cô gọi bằng cái số thương gọi Zalo đó, Zalo đang yếu rồi. Bên bà không nghe. Không có nghe đấy. Zalo đang yếu không nghe, đây này bị chạy nó bị yếu. Gọi cái số thương á. Không ạ. Nó yếu cái là không nghe đấy. Không, bà trả lời thế nào rồi? Không, về đang yếu cái là cô này bật nói nhớ bên kia nghe tôi biết. Vì mạng nó yếu á. Thầy bỏ đưa tôi bỏ sau đây. Cháu ruột mà cháu cái cụ đây là biệt này cụ. Ừ, đây thế thì cũng mang trong này cái ảnh. Không bỏ vội đi sân bay cho nên là. Ừ, rồi. Thế sang chú bà Dung nhớ là xung quanh. Ông đang ngồi đây. Ba gọi cái số thương á, ba gọi bình thường. Thương rồi bà lại gọi vào đây. À, lại gọi. Chập. À. Như thế là quá tuyệt vời. Các cụ uống nước đi xong nè. Dạ vâng. Có khó khăn. Đang vào gọi rồi chắc là bà vào rồi. Đang chạy xe đó, Vâng, còn đi mà bà bao bà quay. Đây, ngủ ngay đi. Là mới bà vào đây gì? Chị Dung à? Phúc à, vào đi các cụ nghiên cứu về ấy này, về cháu cụ Vân, cháu cụ Vân. Nhà mình các cụ đang ngồi đây này. Bà học dòng họ Đỗ Lê, có đau phả ở đâu? Hồ Trình đó, bà Hồ Lê, Hồ Trình, hai họ.
Bọn đây nói chuyện đây là nói chuyện với mà nói cụ Trịnh đó. Nói chuyện với cụ. Thôi thôi cụ đây. Alo. À, là bây giờ có cụ Thiền sư Lê Mạnh Thát coi như là về nghiên cứu và hỏi nhà Lê nhà mình. Đấy, cho nên là có thì coi như là mời gia đình coi như đến để trao đổi, về không là coi như cụ gọi là sau ở đây là cái là đi sân bay luôn vì cụ ở trong Sài Gòn cơ. Đây quần là ấm đây là như đứa cụ. Là cụ là cụ là ai cho mà biết. Vâng. Tôi là chị Phương Vũ đây, cháu ông Đà đây. Cháu cụ Đà thì là chắc các biết. Vâng, cháu ông Vận, con cụ Đạt. Nha. À. Không, cứ nhà mình cũng không. Cứ nhà mình là được. Anh ơi chứ gọi là đang được đang rồi. Đang. Rồi. Nghe thế là tôi biết. Có cái giác quyền giác cả hỏi nhiều cửa giác cả. Nhưng mà nghe thế là tôi biết. Thôi được rồi. Vâng. Thôi được. Phải ngại đâu. Vâng. Phúc ba chạy ra, bà chạy ra nói, ba chạy ra được không? Ba chạy ra tận nơi, ba ra nói chút tí. Sợ họ không biết đó. Vâng. Họ không biết chuyện gì đó, không biết chuyện gì đó, họ cứ nghe đụng đến gia phả, không biết chuyện gì, đụng cua đi tính đó. Rồi. Ông tôi vừa mới điện thoại rồi, cũng mang sang đi. Cũng mang sang. Bà đi tìm cho mình nữa. À đây đây. Chuyển nước mình có thôi. Chuyển nước bạn này. Mà mình bây giờ có rồi đấy. Có cụ á, quê đây thì ta biết liền. Rồi. Đây cụ này mang qua đây. À, bố Phật. À, dạ, như là Phật. Mời mời. Giới thiệu với bác đây là Thiền sư Lê Mạnh Thát. Người mà là nổi tiếng mà nguyên chuyên nghiên cứu về đạo Phật và nghiên cứu và lại là họ Lê. Đúng rồi, viết lịch sử, viết lịch sử. Họ Đỗ. Đúng rồi. Và nó là họ Nguyễn Hữu. À, đấy, cái rau phả này thì là trước là cụ Vận dịch. Đúng rồi. Đấy, cụ Vận dịch cho họ nhà chúng cháu. À. Thế thì xong cụ dịch xong thì cũng bị lại sao mà mất, tức là cái phía bên chi hai ấy, là người ta bảo là dịch này hay dịch sai mà chi người ta thấp quá. À. Đấy, nguồn gốc là như thế. À. Thế thì người ta mới giữ mất thì vừa rồi sau đến cách đây khoảng chục năm thì người ta mới lại photo ra cho các cái nhánh ở bên ý. Đúng rồi. Thì có cái nhánh thì người ta mới lại giả lại bên trưởng, thì người lại cho bên trưởng, thì bên trưởng lại photo lạ ra. À. Đấy. À. Cái nguyên nhân tức là từ xưa giờ ấy, thì là cái họ bên họ Nguyễn Hữu này là thường xuyên là sinh hoạt ở cái chi hai ở trong Sóc Châu đấy. À. Thế thì sau đó thì khi mà cụ Vận nhà mình ấy là dịch ra rau phả. À. Thì lúc bấy giờ người ta mới lại trả lại chi 1. Chi 1 thì là bên phía ông Đậy, ông Đắp đấy làm trưởng đấy. Để nói chuyện cụ này. Vâng, đấy, làm Đậy là ô chi chỗ ông Đậy, cụ Vỡ cũng biết đấy. À, ông Vỡ. Vâng, thì là làm trưởng. À. Thế thì sau khi mà sinh hoạt được độ khoảng chục năm là chung cả họ. Thế thì người ta bảo dịch nào bây giờ dịch thế này thì bên họ nghĩa là chi thấp quá, ví dụ như bọn tôi là đương bây giờ là trẻ này nhưng mà đời thứ 11 thì lại ngang với lại ví dụ như cụ Tốc, ông Trương Phú, ông Hai Đố, ông Từ Thành cơ. Đấy, nói những cái bài ấy thì các ông lại không biết đâu. Đấy, nói ra như thế thì là bảo là tự dưng bên này lại thấp mà tại sao bên lại gọi là chú Vỡ thì là làm trưởng. Thế thì cái con nhà cụ Hai Đố ấy bảo là tức là bố nó dịch ra là nó phải tin, nó câu không tin thì nó dịch lại, thì nó lại nhờ viện Hán Lôn dịch lại. Thì vẫn như của cụ Vận rồi. Đấy, đầu đuôi nó là như thế rồi. Rồi thế thì nhưng mà bây giờ thì hiện tại là bên kia người ta cũng tách ra, tức là họ ở bên này đầu tiên đấy là nó chỉ theo như cụ Vận đây dịch ra là nó chỉ có hai chi thôi, chi phía bên này và chi phía bên cụ Hữ. Thế thì phía cụ Hữ ra được 3 nhánh và phía bên này ra được 2 nhánh. Thì đến khi mà hai bên sát nhập lại thì lúc bấy giờ người ta cứ tính là bên ý là ba chi và bên này 1 là thành 4. Nhưng mà thực tế là nó chỉ có 2 chi thôi. Thế và chi bên này có 2 nhánh và chi bên kia có 1 nhánh. Chi bên này đúng ra nó có 3 cụ quân gia. Nhưng mà một cụ là biệt tích không thấy thì là cụ thứ hai đứng lên làm trưởng. Đấy, đầu đuôi ở báo cáo cụ như thế. Còn đây là cái quyển này, giao phả này là photo lại của cụ Vận dịch. Bây giờ có cái việc này tí.
là cụ đấy á, là cháu ruột của cụ Vân. Thì chúng tôi là tiếp cận được cái bản là vì cụ đấy đang là viết lại cái bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam 5 tập từ khởi thủy cho đến năm 1945. Đấy, ở giáo sư tiến sĩ hòa thượng tiến sĩ Lê Minh Thát á. Đấy, quý vị cứ gọi về. Thì á, cái bản quốc ngữ á, thì bản đầy đủ là cụ đấy có rồi. Bởi vì cháu ruột mà nên khi mà cụ chép ra là cụ còn bạn đưa cho bên về cháu cất. Thì nhưng mà bây giờ muốn là có cái bản Hán để đối chiếu có thử cái bản dịch đó như thế nào, có chuẩn không, có sai chạy thì vì cụ đấy thì là cụ biết là biết cả lịch sử Việt Nam mà. Bản Hán thì chắc là không có. Không, thì vừa rồi người nào mà đưa lên để nhờ dịch lại xem thì phải có cái bản Hán mà đối chiếu xem đúng hay không chứ. Tức là từ tại vì cái bản Hán ý là cái bản của cái họ này, họ Nguyễn Hữu này, thì là lúc bây giờ là giữ lại thì tức là cũng vận cũ dịch là xong lúc bây giờ. Cái bản chữ Hán đấy thì cũng chưa phải là bản gốc, mà nó đã qua một lần nữa rồi, tức là từ cái bản chữ Hán và photo sau đó là khi nhà cửa cụ cháy trước nào thì là cũng là cái cụ quyển photo mà cụ vẫn không, ít nhất không có cái bản Hán để mình đối chiếu, nó phải có cái bản Hán không có mô phỏng. Chào bảo là cũng sư thầy vị này biết rồi đấy, thế còn tôi thì không có liên quan gì cả, thầy dũng quá rồi vì họ đỗ lên cả là hai quan thì cái tao bảo là nhưng mà ông người nói không thì đúng rồi, cái trong gia cái quyển gia phả nữa đây dịch thì có, thì cái ví dụ của cụ Lê Lợi, những mấy cụ vua đó thì cái đều có ngày giỗ, ngày sinh rồi ngày giỗ đàng hoàng. Nhưng mà đúng rồi thì sau này của mình ghi, nhưng mà trong đó thì có mấy cái, chỉ có một nhánh thôi, cái mà cái cụ Vân dịch á, có một nhánh là nhánh bên dính bên nhà Trịnh mình á. Không, đó. Không, cái bên của họ Nguyễn Hữu này là cụ Vân dịch là hết cả họ, nhưng mà có cái nó không chi tiết. Yeah. Cái quyển này là hết cả họ bên này luôn. Yeah. Tức là bên họ Lê, Đỗ Lê, tức là bên này cụ Dương này thì nó là họ Lê. Đúng rồi. Như bên này ấy thì là họ Nguyễn Hữu là dịch trọn vẹn luôn ấy. Nhưng mà có cái là nó không đi được, nó không chi tiết theo cái bản gốc ấy cũng là bản lại. Nếu tôi có ý kiến này, cái quyển này thì ông Bình cũng mang sang như thế. Thì bây giờ tôi cũng nghiên cứu và tham khảo. Được rồi. Sau đó chụp ảnh. Thế cái quyển này phải trả lại ông này. Đấy. Không mà cái này sao? Ví dụ như nghiên cứu về Nguyễn Bình. Vì ông nghĩ là cái loại thì có thể cho thầy chụp luôn hoặc cho dạy vâng, cái gì là một cái nghiên cứu thêm cho ông Nguyễn Bình là có bên này. Rồi, họ Nguyễn mà. Nhưng mà Nguyễn này là tại sao là nó không nhiều Nguyễn, nhiều Nguyễn nhưng mà có thể mấy Nguyễn kia nữa. Tức là ở cái làng này có riêng họ Nguyễn viết đã ba họ. Rồi, ngoài cái điện nghe chôn nhiều Nguyễn viết là ba họ Nguyễn viết rồi. Có Nguyễn Hữu này, Nguyễn Xuân hai họ. Không, nhưng mà sao lại liên quan đến cái phà họ Lê kia nhỉ? Đổi từ Lê qua Nguyễn à? Không, cái họ Lê thì lại liên quan là chuyện, tức là người ta chuyển họ Đỗ, tức là họ thì người ta chạy chu di tam tộc, chạy thời Pháp. Đấy, chạy chu di tam tộc thì người ta chuyển sang họ Đỗ. Trong một đêm nào phải là chuyển sang họ Đỗ. Thế sau này bắt đầu mới ấy được lại, thì người ta lại chuyển thành Đỗ Lê. Tại vì họ Đỗ là nó từ trước rồi, sau này người ta si sát nhập lại thì họ Lê là gốc thì nó mới thành Đỗ Lê. Đúng rồi. Tức là cụ họ Lê với cụ họ Trịnh nhà tôi là tham gia khởi nghĩa Bãi Sậy. Đúng rồi. Thế là Pháp vào nó mới truy coi như thì là coi như một đêm là các cụ đổi họ liền. Đổi ra họ luôn, đổi họ luôn. Ai khai liền. Tay bắt được cái gì rồi cái họ mày họ gì cái tao đổ họ đổ thì cứ trong làng mình xác nhận với nhau thôi rồi, hỏi nhưng... rồi nó đem ra nó hỏi chứ nhưng mà thằng này họ Lê họ đổ đây đấy họ đổ thôi rồi thì bây giờ là làm sao để xem được cái bản gốc, vì chỉ có cụ mới có khả năng đối chiếu được, vì ta xem cả Lam Sơn Thực Lục, xem cả bản Đinh Triều Di Cạo, đinh cả Đinh Triều Gia Cạo chứ còn như mình chính mình không sinh cả chứ là có mình còn chả hiểu được hết như thế này. Rồi cụ này là bây giờ là chữ nghĩa là coi như là vâng, thế bây giờ cho bạn là bây giờ là các cụ là đang đi làm về cái vấn đề viết về lịch sử. Lịch sử. Lịch sử mà là nhờ là họ Lê. Tức là họ Lê là họ Lê chung của không, cả nước hay họ riêng của dòng Mỹ là của cái giai phạm này thôi. Dòng dòng họ Lê từ Lê Trung Hưng đó. Lê đến bây giờ Trung Hưng của dòng mình. Đấy. Cái bản quyền giai phạm của dòng mình đâu? Theo như cháu được biết ý, thì cái sơ đồ của cái
Phật Hoàng. Ờ, họ dòng họ Lê ấy. Lê, thì là đời đầu tiên là đời ông Lê Khoáng. Đúng rồi. Rồi. Lê Khoáng xong rồi sang ông Lê Lợi. Đúng rồi. Bắt đầu từ ông Lê Lợi thì mới bắt đầu được các chi. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Đến cái chi về đến đây ý, thì là tức là cuối cùng là đời công chúa của Lê, là đời công chúa Lê Ngọc Hân. Đúng rồi, đấy công chúa Lê Ngọc Hân. À, nó đang nói cái không, không. Cháu nói. Nó biết rồi, nó nói. Đấy, tức là đời cuối cùng là đời của công chúa Lê Ngọc Hân là đời cuối cùng. Đúng rồi. Của dòng họ Lê. Họ Lê, đúng rồi. Đấy, còn sau đấy thì đến đời những ông, tức là tiểu tiếp theo mà như đời cháu, cháu gọi bằng kỵ. À. Không, chứ không bằng cụ nữa. À. Thì là mới là định cư ở cái địa danh này. Đúng rồi. Tức là đến đời đời anh á, cỡ đời mình về đây. Tức là với cháu là phải 4 đời về trước nữa. Cháu đời về trước về đây rồi. Vâng. Đúng rồi, 100 năm rồi đấy. Cụ đó đấy. Thế còn nếu mà họ Trịnh thì là ông Trịnh Đà. Thì như ông cụ nói là ông Trịnh Đà ấy, thì ông Trịnh Đà là người viết cái gia phả đầu tiên của cái dòng họ Lê ở cái đất Yên Phú này. Rồi. Mà gọi là họ Trịnh Đà lại mời ông họ Lê về đây quận công. Vâng, nhưng mà ông Trịnh Đà là ông Trịnh Đà là người viết gia phả của dòng họ Lê về đất Yên Phú. Phải rồi. Rồi. Vâng. Đó, cho nên đây mình chỉ cù giữ đó, cù mắt đó, cù mắt cù giác. Và cái cuốn gia phả gốc, nếu mà nói đúng thì cuốn gia phả gốc của dòng họ Lê ấy là phải là cuốn gia phả là kẽm mà nhà nước đang giữ cơ. Như cháu được biết ý, là đấy là cái cuốn gia phả kẽm thôi, chứ không phải là cái cuốn gia phả viết tay. À. Ngày xưa ấy, tức là từ lời ngày xưa ấy là cuốn gia phả kẽm cơ. Còn từ cái ngày mà về Yên Phú này ý, là cụ Trịnh Đà là cụ viết lại là cái dòng họ Lê của về Yên Phú thôi. Không có cứ... việc hết nữa. Nói với anh hiểu thì là tôi tiếp cận cái bản của ông Trịnh Quang Vận, là ông này gọi bằng bác. Bây giờ sống là phải hơn 100 tuổi rồi. À, cụ Vận thì nhiều tuổi rồi. Đúng không? Thì ông mất rồi. Thì cái bản đấy á, là có cái bản của cố trình. Vâng. Có cái bản của toàn bộ họ Lê. Mà Lê là Lê nào? Lê là từ bố cụ Lê Lợi, Lê Khoáng cho đến chuồng hết. Chuẩn, đúng rồi. Rồi, rồi thì cái bản là bản dịch. Vâng, bản dịch. Trong bản dịch đó có cái bản đồ sơ đồ cái khu đất của Phật Hoàng. Ừ. Thì ông cũng đều cẩn thận ông vẽ trong cuốn dây mình. Không thì nếu cần thì tôi ra lấy máy, cầm một vài xe. Tôi có cái phở bản của Vân đây. Không không, à, cho không, nên không, để không, mày là mẹ ông mới biết ra đấy, mày con có mà để con tắm thì cũng mấy ông ở đây là ông biết cái cuốn đấy. Đúng rồi, biết cuốn đấy. Cho nên là cái đó mình sưu tầm rồi anh. Về cái này thì nhờ bên họ Trịnh đó. Tôi là bên phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Hội đồng khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội đây. Đấy, để tôi làm về. Thôi mày anh nên chắc biết là có cuốn đấy. Thực ra thì cháu chỉ là nói trong một cái nhánh nhỏ của cái nàng ấy thôi. Tại vì cụ Vân đó, cụ nói rằng là khi là dịch cái đó đó, thì có cả bên cụ có hai nhánh, có nhánh bên Thủy Lâm nữa. À, bên Thủy Lân, à, gọi là Thủy Lân. Thủy Lân, vâng. Đó. Thì được. Bên đấy là bên cách đây khoảng 5-6 cây nữa, à, là bên Thủy Lân. À. Thì đó, có ở đó, nhưng mà chị không biết cái... Còn giữ được cái bản gốc đó chính hoa không? Bên Thủy Lân ý, thì vẫn là... vẫn là duy trì là cái mối giao lưu của dòng họ. Đúng rồi. Bên Thủy Lân. À. Đấy. Hiện tại bây giờ ấy là vẫn duy trì cái mối giao lưu là có công việc gia đình to nhỏ thì bên Thị Lân vẫn sang đây và bên này vẫn sang bên Thị Lân. Đúng rồi, mình kết với nhau đó. Vâng, Thị Lân, gọi là Thị, Thị Lân. Thủy Lân, Giá Thanh Long. Giá Thanh Long. Thế anh có nắm được là cái bên ấy còn giữ được chữ nho không? Thì cái này thì cháu không nắm được. Cái này thì bây giờ đó thì qua nếu mà bây giờ ví dụ như cụ về tôi qua tiếp xúc thì bên đó hỏi làm sao mà tiếp xúc được. Mời đi cùng, mời đi cùng, mời đi cùng. À, mời đi cùng có xe. Có xe hơi ngoài, có xe hơi đi tỉ với cụ, đi tỉ cụ phải lên sân bay. Chiều là lên sân bay. Có nhà đêm mà sắp xếp cuộc gặp đi như vậy khó lắm anh. Cụ rồi. Thầy tổ tiên khiến đó. Đó khi vô hỏi này, hỏi nhà cụ này đi.
đi thì cụ này đi đâu quá nhớ nhà. Vô đi tú có được đâu thì gặp ở nhà thì khó là phải hỏi có ai xin cho hỏi tôi cũng biết ừ chứ cho nên gọi là không biết kiến á nếu nó vô ngay thì cần dẫn ra đây đúng ngay là đây là đổ lê gia là biết ngay thì mình nó đọc cái gia phả rồi nó có mang máy rồi nhưng mà cái vấn đề không liên quan gì là chưa gấp đêm thôi mà chút thì mình biết là dẫn rồi cho nên là mày hỏi chung là đọc được bao nhiêu tiền thôi đúng rồi đúng đấy là nghe chậm là giao phả cũng chỉ là sơ sơ cho nên gọi là thầy gấp cụ ở đâu ấy chỉ có mỗi cái cụ nhà em với bên nhà anh gần như thế mà còn không biết được mẹ con chưa biết là có mấy cụ mẹ ông nội cháu ấy cụ chưa biết cụ tranh thủ bố vợ này luôn nhá cụ cháu ấy cái này nhá vâng nhà rồi cụ chụp ảnh không bên nam đây để tao qua đại cho nhá xem nào không lên được rồi tiếng ông ngâm rồi ngâm rồi không ông rố gọi cho ông đây là cái anh trưởng họ như hôm nọ anh nói thế nhá thế sao giờ cái cụ mà đẻ là bố anh mà lại người ở đây sao lại chôn ở trong khói trùng alo khói trùng đâu khói trùng sao anh em chẳng nhìn thấy anh đâu cả nhưng mà đâu? Vấn đề là thế này nhá có các cụ ở bên bên cụ đá ấy, cụ chị đá ấy mà muốn về tìm hiểu về cái gia vã phả về dòng họ Lê. Ông nội hiểu rồi đó. Vâng. Thì có cụ là giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Hải. Lê Mạnh Thác ạ. À. Vâng. Có cụ giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thác muốn về tìm hiểu về cái dòng họ Lê về Yên Phú mà cụ Đà đã ghi lại cái khó hiểu. Ra phải thì anh nói chuyện với cụ một chút nhá. Cụ ở ngoài Hà Nội đấy cụ. Đây đang ngồi với em. Ok rồi. Vâng, đây. Đấy. Nhưng mà thế nào mà em không nhìn thấy mặt anh đâu nhá. Để ông dở hơi nó vừa thôi. Để tôi chúng ta bật điện ra. Xuống đây bật điện lên. để cụ bố nói trước đi. Nói với thầy. Không, thì cháu phải giới thiệu cô là nói ông trưởng họ. Thì ông trưởng họ ông ấy lắm được quê được phải như thế. Vâng. Không mà để cụ quen đây. Mặc áo sống đầy đủ chưa? Chuẩn rồi đi. Đẹp trai. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi đi. Bây giờ nhá, anh nói chuyện với lại cụ cháu gọi cụ Trịnh Đà là bác ruột. Gọi là bác ruột. Con ông Đạt. Trước tiên đã. Nghe rõ chưa? Rồi. Rồi đây. Vâng, chào anh. Tôi là con ông Đạt. Vâng. Thế bây giờ có cái chuyện này là về lịch sử. Mà về vừa là nghiên cứu lịch sử và vừa là Phật giáo của đại diện của quốc gia mà ở trong Hồ Chí Minh. Thế là giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thát muốn biết rõ về cái gọi là họ Lê nhà ta, tức là về tư liệu là chúng tôi đã có rồi là cái bản gọi là cái cuốn đấy và nhất là có là chữ Nho. Thế thì để cho nó gốc và công bố cái gì là nó phải chính xác, cho nên là xin mời anh nói chuyện đấy về lại cụ một tí. Đấy. Dạ, xin chào cụ, xin chào anh. Rồi. Rồi. Chứ chúng ta chưa biết bà con nhau chưa chừng. Thì cho nên dòng tôi sinh ở Quảng Trị. Nhưng trong gia phả nhà tôi là nói tổ tiên tôi là từ bị Bắc Kinh Lai từ Hà Nội vào tại Quảng Trị đó. Cho nên tôi đến mới 18 đời, tức là khoảng 4-5 năm thôi. Mới đến 1000 đấy thôi. Cho nên và nhân tiện đây là mình làm ra có chuyện gặp được cụ Vũ, cháu cụ Đạt đó, con cụ Đạt, cháu cụ Đạt đó. Cho nên bây giờ mình biết được cái gia phả của cái dòng bên mình đó nay có những cái liên hệ thế nào đó. Thì cho nên chúng tôi muốn, tôi có đọc cái bản dịch của cụ Vân rồi, Trịnh Quang Vân đó. Thì cho nên nhưng mà bây giờ tôi muốn nếu mà coi từ bên Hồ Lê mình có giữ được bản chữ Nho nào hay không, để mình đò với cái bản chữ Việt này cho nó chính xác trong đó. Tại vì cụ Vân cũng nói có nhiều chữ khó, chữ ngơ, chữ khó, chữ thiếu rồi đó. Cho nên mình đọc từ bên. Thế này, cụ ơi, con phải nói thế này ạ. À. Con phải nói này ạ, là từ đời ai người trước, từ đời ông nội con ấy. Dạ.
Tức là vào khoảng tầm trước là theo các cụ nhà con nói lại thôi. Thì các cụ nhà con nói lại thì tức là trước có một bản chữ nho. Đúng rồi. Đấy, nhưng năm khoảng tầm năm 1960 mấy hay khoảng 1970. Dạ. Thì viết lịch sử của nhà nước Việt Nam ấy. Ờ. Mấy mươi. À. Nhưng sao một các cụ không nói này được. À. Đấy, chính là cũng bản chữ nho. À, cũng bản chữ nho. Trưởng họ đang nguyên nắm được rõ. Nhưng mà là viết cái kiểu đi viên chữ ấy. Viên chữ. Đấy, khoảng năm 60-70 đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Để xem để kiến chiếu. Đúng rồi. Nhưng mà xong rồi các cụ nhà con cũng không đòi về được, không lấy về được. Rồi. Đấy, nên thì bây giờ là có mỗi cái bản dịch của cụ văn đấy thôi. À. Vâng. Và cái bản dịch của cụ Trịnh Quang Vận đấy làm lễ giữa các cụ viết bằng mực tàu. Đúng rồi. Viết bằng mực tàu và trên giấy poli. Trên giấy poli thì cái bản đấy thì con nó giữ. Con nó cầm. Vâng. Mình xem thì mình có. Thì qua nữa thì anh cho bây giờ. Anh đang lỗi rồi. Đây có cụ Vũ đây là kêu cụ Vận bằng bác đó. Thì để cho dạ cho nên bác ruột đó. Cho nên để nếu vậy thì để cho chúng tôi xem cái thử cái bản cụ viết thế nào để so với cái bản hiện tại chúng tôi có đây, có ở trên cụ Vũ đây nhá. Nhá chẳng biết đang ở ngoài Hà Nội nữa anh đang ở Hà Nội hả? Thôi để đợt sau nếu vậy thì còn mình còn đi nữa, để đúng rồi chúng tôi sẽ đợt sau nó đi về để nhà cũng không biết mà dùng ngoài để một phần không biết có trước có một quyển nữa rồi nhưng mà anh ở Hà Nội nhưng mà cái bản đó hiện đang có Hà Nội hay là nhà anh ở dưới này, tức là vẫn nguyên một cái bản dịch vẫn là cái bản gốc, vâng bản gốc ấy thì là vẫn nhà nước đang giữ, còn bản kẽm đấy cơ chứ không phải là bản gốc, nhà nước vẫn còn đang giữ cả một bản kẽm đấy cơ. Cái bản mà của Vân là hiện tại là nằm trên Hà Nội với anh. Nhà số anh bao nhiêu? Dạ, số của Vân là 0915. Đây, nhà của Vân bây giờ vẫn còn đây, nguyên. Đây. Gọi cụ là bác ruột. Ông nội. Ông Đạt không? Vâng. 1 năm bố thừa là ông Đạt em không Vân? Vâng. Không. Thì cho nói là đây cụ nhà cụ Vận thì rồi, tôi biết rồi. Vẫn còn nguyên đấy. Thì tôi ở đấy mà tôi năm nay 82 rồi. Vâng. Thì tôi gọi danh nhé. 82 thì nó thể hiện lên tuổi ta. Vẫn là 24 thì vẫn là kém tuổi bố cháu. Cho nên là như một đời các ấy thì bố cháu còn hay còn sống thì bố cháu 84. Thương toa đấy anh nghe. Đây. Đây là ông biết đây. Chắc là anh gọi lại đây. Là hay hôm nay rất là hay lắm. Anh tên gì vậy? Cháu tên Phúc. Phúc hả? Mình hỏi lấy nhau chơi chẳng bà con thế nào đây. Rồi chứ không phải ấy đâu. Anh để tôi lưu sổ anh nha. Anh tên gì đây này? Con là Tùng ạ. Cậu dạy hay quá. Đỗ Danh Tùng. Hay không? Đấy, nguyên bản Lê, rồi. Lê Duy, xong rồi sang Đỗ Danh. Đỗ Danh đó. Đấy, Đỗ Danh tức là cái danh đấy nó không có Đỗ Danh cái tên đó là không có gì cả. Đúng rồi. Đấy. Tên nó. Nó cũng sum lắm. Đúng rồi. Cái chuyện đó cái nó có nhiều sự cố. Vâng. Phải làm vậy. Anh nói là đâu cậu dạy đường nào? Chú tập thể đạo sư phạm. Về đạo sư phạm không? Đừng có vậy, được rồi. Gần chùa Thánh Chúa đó thầy. Rồi. Thánh Chúa là anh làm việc trong đại học đại học cả. Đúng rồi. Đạo sư phạm thôi. Đạo sư phạm đấy. Thôi đó là kêu được. Rồi thì tôi lưu số anh lưu của tôi là thằng tòa Thích Tâm Hiệp nhé. Vâng. Vâng. Rồi tôi lưu số anh tôi lên tôi xem. Rất là tổ tiên khiến rồi đó. Khiến rồi nó thế này thầy.
Rồi chào anh nha. Rồi, anh gặp lại anh đây này. Rồi gặp anh Phúc. Vâng vâng. Cảm ơn. Thế đấy thì có các cụ về muốn tìm hiểu về thì đến do bác nhá. Có không thì cứ tìm hiểu một cái nó tốt thì nha. À vâng, thì là tốt thì là bác hợp tác với lại các cụ. Về chào nhiệm vụ. Phúc ơi. Dạ. Hợp tác thì bây giờ anh nói này, cái anh là cần ra phả, anh em mình còn trẻ thì thực ra là về cái hiểu biết về dòng họ thì có giới hạn, có mức độ thôi. Tại vì tốt nhất là bây giờ này, tại vì là ông Bách là ông Quynh, ông mất rồi, thế giờ là nếu mà tìm hiểu để sâu nữa thì là phải là nói các cụ nói chuyện với chỗ ông cư xem là cái gốc gác nó như thế nào nó dễ nhất. Mấy ông chú ấy, chứ còn anh em mình mới thế. Vấn đề ở chỗ là mới sơ khai. Thì anh là người nắm thông tin. Đó. Thì vâng, thì bà sao mà gọi ông cư răng để đúng không? Vì ông cư là cũng tầm tuổi các thì ông thì nắm được rõ. Đấy rồi. Đấy, chứ còn như các cháu thì cháu chỉ là hậu sinh thì cũng là chỉ là theo cái giao phả để hoạt động theo lĩnh vực họ hiện tại ở quy mô địa phương này thôi. Rồi. Thế còn để mở rộng ra nữa thì vấn đề này phải tiền bối. Tiền bối và bậc trên thì mới nắm được. Thế chính cái số anh nhỉ? Số anh là bao nhiêu? Dạ. 0913. Rồi anh tắt bên đó đi này. Dạ. Để nói chuyện. Dạ. Chú giới thiệu anh ngoài này là anh sẽ các thầy ra ngoài này với cả các cụ ra ngoài này thì anh sẽ các cụ cần cái gì thì anh sẽ phối hợp và anh cung cấp thông tin cho các cụ. Rồi chuẩn. Rồi. Chưa được chiều này. Nếu mình lên sớm được á. Lên sớm. Rồi chuẩn. Thôi hỏi anh chiều này có rảnh không? Được lên tiếng rồi. Vâng, thì bảo cụ nói là chiều nay anh có rảnh không? Thì là còn chiều tối thì muốn giao lưu với anh một chút. Đúng rồi. Số anh là bao nhiêu? 0913. Ba yếu rồi đó. 0913. 048054. 048054. Vâng ạ. Số vị này, số đó, bây giờ thanh niên người ta nhiều dùng nhiều số đẹp. Nhưng mà các bạn cái số là cũ cổ nhất thì còn dùng. Rồi. Đấy, số tôi đó. À vâng ạ. 234 đấy. À vâng. Thầy tên gì ạ? Tâm Hiệp ạ. Vâng. À, vâng, thầy Hồ Chí Minh đúng không ạ? Vâng. Còn thì anh tên gì vâng. Nhỉ? Phúc ạ. Di Phúc. Đỗ Lê Phúc ạ. Đỗ Lê Phúc. À, Đỗ Lê. Họ Lê mà. Em chưa gọi là Đỗ Thanh Đỗ vậy đó. Chứ Đỗ này Đỗ Dũng á. Đây là Gia Phạm. Giai Phạm. Nhưng mà đây là làng Yên Phú. Bên kia là đây là Giai Phạm. Đúng rồi. Bên này là thôn Yên Phú. Và bên kia là bên kia cũng có một dòng họ Lê. À. Đấy, nhưng mà lại là cũng là gọi là chi dưới của cái bên này. Đấy, chi dưới. Tức là những năm trước ý, thì họp họ thì vẫn họp chung. Nhưng mà khoảng 3 năm gần đây thì mấy năm gần đây này thì là các cụ dưới mà tách ra riêng. À. Đấy. Đấy cũng cùng một cái chi lê họ Lê. Lê là có ghi trong này không? Cái lê là đấy cũng đều là cái lê là hết. Đấy hết. Biết đâu. Không đều là lê là hết. Thầy nên biết là trong ngày trong gia phả ghi hai mấy chi. Con đồng. Vâng, em đây ơi. Con giáo của Lê Hồ Trịnh Đông. Vâng. Còn đâu 20-30 nữa. Ừ, đây chúng ta tiếp đi. Thế đấy thì bảo là buổi chiều các cụ đúng rồi khoảng 3 giờ bây giờ là 1 giờ đúng không? Tổng là buổi giờ, chiều nay 3 giờ 4 giờ gì đấy muốn gặp anh. Đúng rồi. Vâng. Thôi rồi để ông cư ra đây thì nói chuyện với ông cư tiếp. Rồi. Rồi có gì thông báo với lại anh trưởng tộc sau. Đó, nhưng mà mọi cậu cương toàn ấy thì các ông còn nắm chắc. Chứ còn anh em mình thì cũng chỉ là thế hạn thôi. Vâng, được rồi. Đúng không, ông cương toàn ấy. Rồi, ok, được rồi, ông cương sao? Ông cương là nắm được. Đói, ông cương, đấy, thì bảo mời chú cương. Vâng. Nhớ. Rồi, ok. Đang ở nhà mày à, đang ở ngoài nhà.
đang ở trong nhà, trong nhà thờ đây thì đấy, ngày đúng nhà thờ rồi nha. Rồi ok, các cụ phù hộ cho nên sẽ ổn định nha. Thì đây đây chỉ là một cái chi của cụ Đỗ Danh Nhương. Vâng, đây là chi của cụ Đỗ Danh Nhương, thì cháu là cháu nội. Đúng rồi, cháu đấy thì là gia đình nhà cháu là cũng làm được cái cơ ngơi. Vâng, thì để hương khói cho các cụ. Thì đấy, đấy. Cụ về cụ dắt á, dắt chúng tôi dắt phương cho cụ Dương đó. Đấy, nhưng nơi đấy thì cho nên ba thầy nữa, nhờ thầy thì niệm kinh cho rồi hai. Ông bố tôi là thân ông Dương. Đấy, vâng. Thì đấy thì nhờ ở đây ông chú cháu sang bây giờ thì ông chú cháu sẽ nói viết bằng mực tàu và đẹp lắm. Đấy là đấy ông trưởng họ ông nói là ông vẫn đang giữ ở ngoài kia Hà Nội. Còn sau cái cuốn đấy thì có các cái cuốn photo. Thì là tí nữa chú cháu ông chú sẽ cầm sang. Thì ông ấy đang bị đau cuộc sống. Còn đi nữa có tuổi rồi. Vâng. Bấm vừa rồi là phải đi đổ bê tông rồi đấy. À thế à? Vâng, đổ bê tông rồi. Thì mới đi lại đấy. Đổ bê tông cuộc sống đấy. Đổ bê tông được ít lâu thôi, rồi nó lại xẹp đấy. Vâng. Nói được hay nào? Thì nó cứ đỡ thế nào? Ông ấy 75 à? À thế còn kém tôi 7 tuổi. Nhưng mà đúng ngày xưa nếu mà cô ở đây rồi. Thì phải là biết nhau hết, nếu mà kém nhau vài tuổi thì đúng rồi, biết nhau hết. Đó là biết nhau hết. Biết, cũng cũ là cũng biết. Vâng. Ít về thôi nhưng mà nó là ở ngay cùng xóm ấy. Vâng, vâng. Khám cùng ngày xưa, ngày xưa là các cụ còn sống thì là các cụ cũng đi lại. Vâng. Nó khám cũng biết. Vâng. Nhưng mà ở đây bây giờ nhà thờ ở đây là ai là trưởng tộc? Trưởng tộc đấy, trưởng tộc là vừa nói với anh Tùng đấy ạ. Anh Tùng là trưởng tộc thì bố mất rồi. Ông anh vừa gọi đấy hả? Vâng, đây anh là trưởng tộc đấy. Trưởng tộc ở đấy hả? Vâng ạ. Trưởng tộc của cái dòng họ Lê ở đây. Bây giờ ở đây. Còn nhà đây thì là nhà của con. Đúng rồi. Con là người thừa kế. Đúng rồi. Không phải là bên này anh gọi cho ông kia, lắm phải là ở bên thì gì? Không phải Thị Lân. Không phải Thị Lân. Thị Lân này mà nhánh nhỏ khác. Nhánh nhỏ khác. Còn giờ anh có quen ai bên Thị Lân không? Chứ lên bây giờ còn mới cụ ngâm thôi mà cụ cũng lớn tuổi lắm rồi, nói rằng là thật là bây giờ các cụ mà sang ấy thì cũng không nói chuyện được đâu. Cũng ngoài 88 ấy rồi nói chuyện thì cũng vấp. Bây giờ chỉ có mỗi ông chú sang bây giờ thì ông cầm cái gia phả sang là ông chuẩn nhất thôi. À. Nên là ông trước thì là bố con ấy thì bố thì mất rồi. Thì con là đây bây giờ là nhà này thì nhà người ta lấy gia đình nhà con xây là nhà của con ngày xưa nó thế làm một cái nhà thờ này để phụng thờ về lấy của riêng chứ không phải là về để cho còn đấy đến ông trưởng họ thì ông ngoài nội. Đúng rồi, anh Tông nó ngoài Hà Nội. Vâng, à là trường họ của cái dòng họ này thì nhà bên nhà nội, tức là ở đây vẫn còn một cái nơi gọi là để thờ. Nhưng mà nó cũng đơn giản thôi, là hàng năm là dỗ tổ ấy thì tất cả họ hàng là đều về trên đấy hết. Bây giờ họ Lê ở đấy là chỗ nào là thờ lớn nhất? Thờ lớn nhất thì thực ra bây giờ chẳng biết thế nào là lớn nhất cả, có mỗi một cái nơi nhận đâu thì ở trên kia chỗ không ai ở chỗ anh Tùng đấy hả? Vâng, chỗ anh Tùng nhưng mà anh ở Hà Nội mà chỉ có một cái nhà thờ, có nhà để thờ mà để không thôi. Đúng rồi. Đâu chính gốc ở đây. Mà hàng năm ấy thì đến ngày giỗ họ ấy thì tất cả là về trên cái nhà đấy. À. Tập trung con cháu lên. Con cháu và đi thắp hương các cụ các mồ mả các thứ xong là về tại đấy ăn cỗ ở đấy. Thì đấy là một điểm, một năm chỉ một lần thôi. Thì nhà vẫn có. Nhưng mà từ đâu mà tụi lịch sử này mà nó biết nó về đến là lấy mà nó không trả lại vậy? Cái này thì còn chịu không phải em mà tôi thấy đấy là đã là cụ tới rồi này đây chú đây, con gọi là chú đấy ông đây có đây như các cụ giới thiệu ấy thì đây là tôi là con ông Đạt cháu vẫn
biết rồi. Biết rồi. Biết rồi. Ông bà cũng ngừng ca ngừng thấp. Lần trước cách đây khoảng 20 năm ông đưa một cái bà Trương Trương thế là Kim Dung. Vâng. 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 Đây đây đây. Hồi là lúc bây giờ ông Trịnh gì chủ tịch nước nhỉ, ông bảo ông đi làm lịch sử của họ Trịnh đâu rồi không buồn nhớ không? Ông Trịnh đó không không, không làm lịch sử họ Trịnh đó không 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 nhớ. Còn... đây là gia phả. Cái gia phả này ấy, là của dòng họ Lê từ thời về Yên Phú mà cụ Trịnh Quang Đà Quang Vân đã viết lại theo theo cái tích không phải là viết lại là dịch vâng viết lại là dịch sang không phải dịch không đây là dịch dịch nhưng mà đây tiếp đây là viết tiếp, tức là viết tiếp một thế hệ nữa, viết tiếp về sau, mấy thế hệ sau, nữa, tiếp về sau, vâng, đấy viết tiếp là mấy về thế, các thế hệ mà từ cụ xuống, cuốn này là cuốn gốc không? Cuốn gốc kia nào? Chính là gốc luôn đấy của cụ, cuốn này là cuốn Trịnh Công Vận, không, cuốn này là bản Trịnh Quốc Ngự nhưng mà bản gốc, bản gốc. Bản gốc thực ra bản gốc như thế nào như lúc nãy anh Tùng nói là bản gốc anh đang giữ đây là photo lại vâng photo chuẩn bản gốc ấy là viết mực tàu và giấy phô lia còn đây là bản photo thôi đây photo ra vâng mỗi ai thích thì photo nha đây nguyên bản đấy bản này thì giống bản cô đây rồi rồi còn bản gốc chữ Lôm thì ở trong này á Vạn Phúc cô này Hà Đông cô này chùa Vạn Phúc Hà Đông bản thế ông bảo là có bản gốc có bản gốc là chùa Vạn Phúc Hà Đông sao chùa Vạn Phúc Hà Đông nhưng mà ông nói lại họ Lê là ở cái làng Phượng Vĩ ở chỗ bến xe điện ngày xưa ở Hà Đông đây này cô cứ theo cái con giáp phả này như nào hỏi cô đấy cô là cái gì mà ở Vạn Phúc thế nào là sao chùa Vạn Phúc ở bến xe điện ở Hà Đông ạ à? Ngày xưa có một ông đến đấy rồi ông kể chuyện chúng tôi nghe tôi vẫn nhớ là đi từ bến tàu điện vào khoảng độ 500 mét thì đến cái đình gọi là Phượng Vĩ gì đấy là đình ý là mấy đình của họ Lê thì là ông chép được một cái một bản gần như là tương tự như cụ Vận cụ Dịch đây này à thế à bản chữ nho mà đây như đấy là cụ chép tay mà chữ nho nho mà vào đền Vạn Phúc ở Hà Đông hay là đền Vạn Phúc ở Hà Đông hay là đền Phượng Vĩ chứ không phải tôi nhớ Phượng Vĩ nó vẫn là Hà Tây mà Hà Tây nó ở bến xe tàu điện đi vào khoảng độ 500 mét này 500 mét gì đấy rồi ông Lê Văn Long ông kết bạn với ông Lê Duẩn với ông về đây ông nói chuyện ông họ Lê vâng đúng rồi Lê Văn Long á thôi cầu trời mà may mà ở đấy có thì coi ở đúng rồi biết đâu được nhưng mà giờ cái chỗ này là chỗ nào thì ga tàu điện nó là cái đình đình cái đình đình Phượng Vĩ Phượng Vĩ trong này thì cũng có ghi chép lại đó không đấy là người ta chỉ là ghi là cái đình đấy có thôi không có tại vì đây là như cụ nói là cái họ Lê trên đó trên cái khu trên cái đình đó là cái làng đó nó có cái họ Lê nữa thì ông họ Lê nó mình nhìn ra giống như tôi này họ Lê thì tôi mới xuống đây rồi có cụ đây thì dẫn xuống đến đây mình hỏi cái này ra thì đó mình lấy đi thì chép một bản đó chép xin chép bản giống như tiêu mình đi có xin bản này bản này cũng là bản photo lại thôi photo lại nó cũng vậy nữa thì đấy cho nên á, nếu là để lên tra thêm thì hỏi chắc hỏi ông Tùng
thì họ đấy đấy đúng, rồi, đúng rồi, tất cả đây cả có chúng tôi là người mà thế cho nên có một cái bản cái sơ đồ ấy đấy thì nó chỉ có cái sơ đồ ấy sơ đồ đấy mới là theo với các nhánh liên hệ không cái sơ đồ có cái sơ đồ đấy 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 năm ở viện Hà Nội ông 82 tuổi về là ông thuộc chi nhánh của Hoàng Tử thứ hai. Ông đây, nhưng mà không đây là sơ đồ của họ dòng họ Lê. Ông chỉ nói chuyện bản này. Đấy, bắt đầu từ ông Lê Khoáng. Đấy. Cho ví dụ như cụ chẳng hạn tên chính không phải của Ngọc Hân mà lại mượn. Dấu. Đúng rồi. Vì thời Gia Long như là còn cần để cái này tôi lên cái bảo ông Tùng. Vâng. Bảo ông Tùng làm phải làm. Mình làm cái này, cái trình độ hình như này, cái đấy thì để bác Tùng bác ấy làm. Thôi phải nhờ cho ông này ông mới làm được. Vâng, bác Tùng thì là thầy đây nói chuyện với anh Tùng, anh Tùng anh sẽ làm những cái việc cần phải làm. Thì ông là trưởng tông, ông trưởng họ bây giờ thì những cái việc gì ông cần phải làm thì phải làm đấy. Đúng rồi, ông là giáo viên, mình đến đợi tới giờ nó làm. Để đây thì để đọc, để đọc thôi mình để đọc thờ rồi mới muốn chết từ từ. Rồi. Mới muốn kiếm được cái bản gia phả thì hán á. Thì càng tốt. Cái cụ bình luận đó là tại vì. Hán thì về cái đỉnh ở chỗ bến xe tổng điện kỳ xưa. Đấy, cái này gọi là đỉnh xe tổng điện là ông Lê Văn Long là người sư phạm. Đỉnh xe tổng điện ngày xưa là xe ở đâu là xe nào? Thì đường Hà Đông đấy, đường vào Đông ấy. Hà Đông á. Nhưng mà Đông nó là Hà Đông đi chứ. Mình hỏi ra có mấy cụ nó biết hết cái gì đâu. Phượng Mỹ ở Mỹ. Phượng Mỹ. Phượng Mỹ, đỉnh Phượng Mỹ. Rồi khi cụ khi Mỹ khi vị đã chuẩn bị thế nào đấy. Để nó mất cái xin cụ. Đây nói đến được không bây giờ. Đỉnh là chỉ một khu vực nó chỉ có một thứ hai cái thôi. Thì nói sai tên thì vẫn là đỉnh là đỉnh làng mà cho nên. Rồi mà đó thì hôm nay mình đi mình không biết đâu. Cái đỉnh là đỉnh của họ Lê. Cái này nó mới ra cái này. Đỉnh chuyên nhà thờ họ Lê Bắc miền Bắc thôi. Chứng tỏ cái làng đó là họ Lê là chính. Họ Lê là chính. Cho nên gọi là đó đình là của họ Lê. Họ Lê. Nó như làng tôi đó. Tôi kể lại chuyện cho ông nghe là ông Lê Văn Long là bạn của ông Lê Duẩn. Về đây nhận ông ấy nhận ông ấy là ấy nhưng mà cuối cùng cha trong gia gia phả ấy thì ông chỉ là cùng hạng với lại ông quận công thôi. Rồi. Tức là cùng hàng thôi chứ không phải cùng hàng với hoàng tử. Đi tìm được nghe nhỉ. Thế là nhà Hà Tây là chỗ nào đó? Đông Cũ đấy. Đông Cũ đấy. Là chỗ nào là thôn nào đó? Làng nào thôn nào đó anh? Mình coi thử đọc lên. Về Google là có, về là Google. Thôi giờ là hôm nay là coi như cũng là nhân duyên. Về để tìm nhân. Việc là hệ trọng. Là việc cụ đấy là đang viết lại cái bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam 5 tập. Ra 3 tập rồi. Ra 3 tập rồi. 5.000 trang. Đấy thì mời về cái tập thứ tư. Họ Lê luôn, họ Lê là phò Phật giáo dữ lắm. Đấy thành tựu mới tìm về. Họ Lê cần hai họ. Đấy rồi Nam rồi còn trung họ Lê đừng gọi là họ Lê họ Lê Lợi là ông con cháu tự giết nhau chết hết 70 người. Chết hết rồi đồng rồi. Còn đây là chúng tôi là Lê Trừ. Lê Trừ thiệt nói luôn, thiệt nói luôn, đúng rồi. Tôi đây Lê Trừ thôi. Không Lê Lợi, Lê là thiệt nói luôn. Giết nhau hết đó mà. Cho nên người là mình biết cái ông Lê dữ lắm. Ông Lê Lợi đúng sự ta nói là hiểu sao. Chú Giang thì chú nói thì các cụ là đúng nắm được cái chuẩn của dòng họ Lê ở Yên Phú này. Không, nhưng mà cụ chỉ cho nó. Tôi chỉ đi về Hà Đông, rồi. Mai Hòa có thể có đấy. Thôi giờ mình là giờ mình xin lên là cô nhảy, xin lên để gặp ông Tùng. Có đình mình có đường đúng rồi chỗ quan quyền đó mà. Cái đình nó rộng sân rộng lắm. Mình đổ thoải mái. Mai mốt tôi ra. Đường của dòng họ bên lề đường đấy là được bên đường đất họ Lê nha, đất vua Lê một thời lấy trình cả Lê cả trình đấy nhé, hai Lê Lê cả trình kéo nhau về đấy, thành từ bây giờ trình đang đứng bên đường mà chưa ăn nên đại diện tiêu biểu của dòng vua Lê chùa Trình đây. Bảo đảm là hồ Trình này thì có báo hồ Lê rồi. Đây là hồ Lê đi chứ chừng có báo hồ Trình nó chết đâu. Phò hồ Lê được ăn oản. Đây bây giờ mua nước mía đấy uống. Chưa ăn trưa.